Get ready for the best Swiss style, một cuộc thi dành riêng cho các bạn trẻ có niềm đam mê với nhiếp ảnh và thời trang đường phố. Vio Style, cuộc thi nằm trong khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week Spring Summer 2017, diễn ra từ ngày 15 đến 23 tháng 4 năm 2017, với những giải thưởng có giá trị và vô cùng hấp dẫn. Là sự kiện để bạn chứng minh gu thời trang thực chất không chỉ dừng lại ở những trang phục, mà còn nhấn mạnh đến layout makeup trang điểm ấn tượng của bạn. Đây là cơ hội để bạn có trong tay tấm vé VIP tham dự các show diễn đẹp mắt cùng nhóm bạn của mình trong suốt tuần lễ thời trang chuyên nghiệp và đẳng cấp nhất Việt Nam từ ngày 25 đến 28 tháng 4 tại Gen Center, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn thế nữa là giải thưởng giá trị đến từ nhãn hàng Maybelline New York và Học viện Người Mẫu BU Academy. Hãy gửi cho chúng tôi video hoặc hình ảnh thể hiện phong cách Swiss style của bạn để cùng khẳng định phong cách cá nhân cùng Vio Style. Truy cập fanpage Vietnam International Fashion Week hoặc website vifw.vn để biết thêm chi tiết.